Làm răng sứ đang là một xu hướng lớn trong làm đẹp tại Việt Nam hiện nay. Rất nhiều người đang bị cuốn theo trào lưu này mà không hề hay biết rằng làm răng sứ sai cách gây ra những hậu quả khủng khiếp. Những cơn đau bút tận óc do mài răng, diệt tủy, lợi thâm đen, chảy máu liên tục, hôi miệng, không thể ăn nhai hoặc tệ hơn là hỏng hoàn toàn hàm răng. Rất nhiều cơ sở nha khoa đã thực hiện bọc răng sứ càng nhiều càng tốt để kiếm lời mà quên rằng chụp bọc răng sứ là quá trình phục hình và cải thiện lại răng có thương tổn chứ không phải là một phương pháp làm đẹp. Mấu chốt làm ở chỗ khách hàng đang nhầm tưởng rằng cứ làm răng sứ là phải mài răng, do đó họ nghiễm nhiên chấp nhận việc mài răng vô tội vạ tại các cơ sở làm răng hiện nay mà không biết rằng 90% hệ lụy của làm răng sứ đều xuất phát từ việc mài răng không kiểm soát. Vậy làm răng sứ có bắt buộc phải mài răng vô tội vạ? Ví dụ đây là mô hình răng gốc của bạn và đây là ba phương pháp làm răng sứ cho hàm răng này. Nếu làm bằng phương pháp bọc răng sứ, răng của bạn mài rất nhỏ như thế này. Nếu làm bằng phương pháp dán răng sứ, được quảng cáo là tốt hơn nhưng vẫn phải mài khá nhiều. Các nha khoa hiện nay ở Việt Nam đang sử dụng hai phương pháp phổ biến này để làm răng sứ thẩm mỹ cho khách và phải mài răng rất nhiều nên rất hại cho sức khỏe răng miệng của bạn sau này. Còn nếu làm theo cách thứ ba, bạn thấy rằng răng bị mài rất ít hoặc gần như không mài. Điều này đảm bảo răng gốc của bạn luôn chắc khỏe, kể cả khi bạn làm răng sứ thẩm mỹ, đó chính là phương pháp Minis Laminate tiên tiến nhất thế giới. Bạn hoàn toàn yên tâm khi làm đẹp hàm răng của mình, trong khi răng gốc vẫn được bảo vệ tuyệt đối. Răng sứ thẩm mỹ Minis Laminate đang được ứng dụng duy nhất tại nha khoa thẩm mỹ quốc tế Juniental, là phương pháp làm răng sứ hiện đại và đột phá nhất hiện nay. Minis Laminate xóa bỏ mọi hoàn toàn lo lắng của bạn khi làm răng sứ thẩm mỹ như không mài răng, không diệt tủy, không hôi miệng, không đau đớn, không ngây bút và an toàn tuyệt đối. Với răng sứ được làm theo phương pháp Minis Laminate tại Juniental, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi răng gốc được giữ nguyên vẹn nhất. Bạn chỉ cần làm nhám bề mặt răng gốc để tạo độ bám tuyệt đối cho răng sứ mới. Răng sứ phương pháp Minis Laminate siêu mỏng và sử dụng chất lượng cao cấp, đảm bảo độ bền chắc vĩnh cửu, được chuyên gia hàng đầu chế tác hoàn toàn bằng tay ngay tại laboratory của Juniental. Với Minis Laminate, răng sứ không chỉ đẹp mà còn khỏe mạnh, bền chắc vĩnh viễn. Minis Laminate không chỉ đem đến cho bạn nụ cười hoàn hảo mà còn là nụ cười hạnh phúc viên mãn. Minis Laminate, chuẩn mực của răng sứ thẩm mỹ duy nhất tại Juniental. Gọi ngay hotline 1800 0001 để được tư vấn miễn phí. Juniental, tầng 5 Imperial Building, 71 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Juniental, it's real smile.